Xin chào mừng tất cả anh chị em. Chúng ta đã đến với buổi livestream của chúng ta trong cái chuỗi về hành trình người xuất chúng, đó là về chủ đề NLP. Và hôm nay chúng ta sẽ là đã đến ngày thứ 13, và ngày hôm nay đó là câu chuyện thành công đến từ một cái leader đến từ thị trường của Hà Nội. Vậy thì mình muốn giới thiệu qua với tất cả chúng ta một chút về bạn Huy Tiến ấy. Thì khi mà mình gặp Huy Tiến lần đầu tiên ấy, thì đó là một người rất là gọi là rất đẹp trai này, rất là phong độ luôn, mặc một bộ vest rất là đẹp. Nói chung là, và sau đấy thì mình thấy là bạn này làm việc đấy thì mọi thứ đều là rất là chi tiết và rõ ràng và cụ thể. Đó, rất là chắc chắn. Bây giờ Đây, để xem lại cái list, bởi vì là mình cũng chưa bao giờ tham dự một cái buổi livestream như này. Có đứng đào tạo thì mình cũng có đứng đào tạo rồi đấy, nhưng mà mình chưa bao giờ mình được có một cái buổi livestream đấy cùng với anh Linh đấy, một người thầy của mình. Đó, đấy là một cái sự ra, nó cũng là một cái sự rất là vinh hạnh đối với mình. Đấy thì Tiến ấy, em có cái tai phone hoặc là gì không, hoặc là gì không, hoặc là em tắt cái của bên anh ấy. Tắt tiếng của bên anh em. Em giảm cái âm lượng. Để nó không bị rè tiếng á. À đấy. Đây được chưa ạ? Nó đỡ hơn chút anh. Và ok, chắc là đây để em tắt tắt tiếng. Em tắt luôn cái tiếng của anh nhé. Rồi ok, thế thì để đeo bằng nghe bằng ở trong này cũng được. Ok, được chưa anh ơi, được chưa? Em nói các bạn các thiết bị mà phát loa ở xung quanh nhé. Máy tính mà đang xem live này tắt đi thì nó sẽ không bị nghe. Tắt luôn máy tính, ok. Máy tính mà đang phát live, đang nghe live là mình tắt. Ok, được chưa anh? Được chưa? Em cầm cái tai phone á. Em lại không có cái tai nghe của cái máy điện thoại của em. Em lại dùng cái tai nghe này là. À bây giờ ok rồi đấy. Vâng. Chắc tạm thế, tạm thời thế này vậy. Chưa có kinh nghiệm làm này anh ạ. Cho nên là chắc là phải rút kinh nghiệm. Hôm sau là sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó. Ok. Và ok anh. Thì ở đây thì có một cái xem nào. Thì ở đây thì có một cái đầu tiên là chắc là nói về cái cơ duyên của mình mà đến với cái công việc Nu Skin cùng với đội nhóm là DMS1B. Đấy thì em thì lại rất là thích kinh doanh, cho nên là trước khi làm Nu Skin ấy thì em cũng có mở một công ty về mỹ phẩm. Đấy thì cũng chuẩn bị, thứ nhất là rất nhiều thời gian, thứ hai là rất nhiều công sức, và thứ ba là rất nhiều tiền bạc cho cái công việc đấy. Thì công ty này thì đầu tư số tiền khá lớn, thì cũng chạy mở một số các cái đại lý ở miền Bắc và miền Nam. Đồng thời là cũng làm ra mắt được một số sản phẩm, cộng với là những cái buổi khai trương có mời các ca sĩ nổi tiếng đến làm đấy. Nhưng mà chạy được một thời gian thì gặp rất nhiều các khó khăn đấy, thì trong sau đó là nó dẫn đến đây. Nói chung là mình cũng gọi là mình còn thấy mình thiếu rất là nhiều các cái kinh nghiệm đó. Thì sau đó thì đến một cái giai đoạn gọi là nó gọi là cực kỳ stress, bởi vì không bán được hàng này. Rồi là không có tiền này, đấy nó áp lực rất là lớn. Thì một hôm thì có cái người upline của em ấy, đó là bạn Hồ Văn Hiếu, thì bạn ấy có nhắn tin và hẹn đi cà phê bảo anh ơi. Anh xin lỗi, em nói lớn hơn một chút mà em bật âm lượng của cái livestream nhỏ hết mức. Vâng. Để nó không bị rè. Alo, nghe được không anh?
nghe đâu ạ? Em có tai phone hồi nãy em nghe đây. Tai phone lại không cắm được vào điện thoại anh ạ. Tai phone em không cắm được điện thoại cho nên là không dùng được. Đấy. Rồi, ok. Thôi mọi người có bạn nào ở trong phòng nói tai phone nào của điện thoại em ấy. Được chưa? Rồi. Vâng, thì em được upline của em đó là bạn Hồ Văn Hiếu ấy, thì là có nhắn tin là mời đi cà phê, bảo anh ơi em có một cơ hội này. Đấy thì anh đi cà phê, thì tính của mình là gì? Cứ nghe thấy cái gì có cơ hội là mình đều tới. Đó, mình đều tới, mình sẵn, có nghĩa là mình mở lòng ra là gì? À mình nghe trước đã. Mình nghe trước, có nghĩa là trước khi mình từ chối cơ hội đó thì mình gì? Mình nghe trước, sau đó là nếu mà nghe nó hợp lý ấy, thì mình lại làm cái công việc thứ hai thử. Đấy thì mình quyết định rất là nhanh thôi. Sau khi mà buổi cà phê với bạn Hiếu ấy, một ở buổi chiều hôm đó thì ngay ngày hôm sau là mình phi đến cái văn phòng nơi là bạn đang làm việc ấy, thì mình bắt đầu mình tìm hiểu cái công việc này, tìm hiểu cái công việc với Nu Skin nó như thế nào. Thì sau khi mà mình đến ấy, thì giống như anh Linh bảo ấy, mình là gì? 2C, có nghĩa là tính rất là kỹ tính. Đấy, tính toán rất là kỹ. Cho nên là gì? Mình đến mình xem, đầu tiên là mình xem là thì liệu rằng là gì? Giống như bạn ấy nói là gì? Bán được hàng hay không? Mình xem là có bán được hàng hay không? Thì kinh doanh hay cái gì ấy, thì mình cũng không có. Lúc đấy thì mình cũng rất là mơ hồ về việc cái chuyện là kinh doanh. Cái kinh doanh Nu Skin mình rất là mơ hồ, mình cũng không được, và mình cũng không quan tâm là Nu Skin, không quan tâm gì hết. Đấy thì mình là gì, mình lúc đó thì mình đến mình xem là thế là liệu rằng là các bạn có bán được hàng hay không. Đấy thì bán được hàng thì nó mới sinh ra là lợi nhuận, nó sinh ra những cái công việc tiếp theo được. Thì mình đến thế là đúng, bán được hàng thật, thì bắt đầu mình tin tưởng hơn một cái công việc đấy của mình gì. Để mà kinh doanh mà nó bền vững ấy, thì bắt buộc là phải là gì? Bắt buộc đó là phải là phải bán lại được cho khách hàng sử dụng sản phẩm với chất lượng tốt. Đấy, mình bán lại được cho khách hàng đó, thì mình thấy là thế là khách hàng sau khi mà sử dụng các cái sản phẩm của bên Nu Skin ấy thì gì cũng quay lại mua hàng. Thì mình thấy là ok, thế là đây là một công việc là nó cũng sẽ là bền vững, nếu mà mình làm tốt thì nó sẽ là rất là bền vững đó. Và cái thứ ba nữa, bắt đầu mình lại còn xem đến cái thứ ba nữa, đó là khách hàng dùng cái sản phẩm này rồi ấy, có tiếp tục mua các sản phẩm khác không đó. Thế thì mình gì, thế là mình bắt đầu mình mới xem ra là thế là ngoài cái sản phẩm này ấy, bắt đầu mời sang các sản phẩm khác thì khách hàng có sử dụng không. Thì sau đó thì mình thấy là gì, ngoài cái sản phẩm mà mình bán chính thức đó ấy, và các cái sản phẩm khác thì đều có thể bán được. Cho nên là gì, ngay lập tức đó mình quyết định là gì, mình ngay lập tức đó mình quyết định là mình sẽ làm cái công việc này đó. Và ngay trong tuần đầu tiên ấy, thì mình là gì, mình bắt đầu mình học tập, bắt đầu mình bán hàng, mình bán nói chung là lúc đó là mình cũng bán bình thường thôi, có khi là một ngày một đơn hoặc một ngày hai đơn gì đấy, một đơn nó khoảng 6.6 triệu đó, thì mình bán được hàng luôn. Bắt đầu là mình chạy quảng cáo, mình cũng được các bạn ấy dạy quảng cáo thì mình cũng chạy được quảng cáo luôn. Công việc thứ ba ấy mà mình làm ấy, đó là gì, mình giới thiệu, mà mình mời rất nhiều các bạn bè của mình đến đấy để xem họ là gì, cần công việc này không. Bởi vì mình kinh doanh rồi cho nên mình biết đây là một công việc rất là tốt. Đấy, nó phù hợp với những người, thứ nhất là gì, không có tiền. Đấy, cái thứ hai nữa là gì, không có kỹ năng. Cái thứ ba nữa là không có quan hệ. Thì hầu hết tất cả những người bạn của mình ấy, thì họ đều là gì, họ đều giống như mình, họ đều xem giống như mình, cho nên là gì, họ bắt đầu là gì, họ đến họ làm với mình rất đông. Mình ngay lập tức lúc đó mình đâu đó mình mời được khoảng 20 người đến làm việc cùng mình. Đấy, ngay trong cái tuần đầu tiên, 5 ngày đầu tiên là mình đã hoàn thành xong tất cả những cái về liên quan đến ví dụ như là chạy quảng cáo này, bán hàng này, và thông thạo tất cả những cái việc liên quan đến ví dụ như là đăng ký mã số thành viên này, rồi mọi thứ. Đấy, thì mình đã làm xong hết rồi. Và ngay đến ngày thứ bảy ấy, thì đội nhóm của mình nó lên đến khoảng tầm 10 người, và tiếp tục nó cứ tăng liên tục như vậy. Đó, cho đến sau đó là gì? Mình sau đúng nửa tháng là mình tách văn phòng luôn. Mình tách ra, mình có một cái, mình làm riêng của mình luôn.
đó, mình đưa toàn bộ cái đội nhóm của mình đấy về đào tạo, mặc dù lúc đó là gì, nó còn rất nhiều khó khăn, sale thì không có, sale không có người sale cứng ấy, đó, marketing không có người marketing cứng luôn, nhưng mà mình vẫn quyết định là gì, à, về cái văn phòng của mình, bắt đầu là anh em là gì, chia nhau ra nhưng từng người làm một cái nhiệm vụ một, thì người thì nhận là gì, à, tôi sẽ đi học, và tôi sẽ rèn luyện thật là giỏi sale để dạy lại cho đội nhóm, người thì gì, tôi sẽ dạy, tôi sẽ tập luyện và chạy ad, rồi là đi học thêm chỗ nọ, học thêm chỗ kia, hỏi người nọ, hỏi người kia, để đào tạo lại được cho đội nhóm của mình là gì, à, chạy được quảng cáo, đó. Và còn mình ấy, thì mình sẽ làm một việc đó chính là gì, à, mình sẽ đào tạo và mình hướng dẫn cho cái đội nhóm của mình, à, những cái về liên quan về tư duy, liên quan đến kinh doanh, rồi liên quan đến cả là tuyển dụng người khác đấy, để về làm công việc này như thế nào đấy. Thì cái của mình thì sau đó ấy, thì sau đó ngay lập tức sau đó thì trong một tháng, trong tháng đầu tiên luôn ấy, thì là mình lên là Lapid luôn, mình lên Lapid luôn. Có một cái bạn ở dưới của mình ấy, thì bạn ấy cũng tuyển dụng rất là tốt đấy, bạn ấy cũng lên đồng thời exec thì mình lên Lapid đấy. Sau đó là lần lượt là ba tháng sau thì mình lên Ruby đấy, và tiếp tục 4 tháng sau, 4 đến tháng thứ 5 ấy, là mình lên Ruby Emerald đó, mình lên Emerald đấy. Thì cái doanh số của hệ thống của mình là dao động toàn là trên 30.000 và 40.000 đấy, luôn liên tục trong cái thời điểm như vậy, và liên tục như vậy. Thì văn phòng của mình bây giờ hiện tại thì là đã có 40 người hoạt động, và mình có một cái văn phòng là khoảng 270 m² đấy, để tất cả các thành viên ở trong hoạt động ở trong văn phòng đó. Đấy. Thì nói chung là đấy là cái sơ lược về cái quá trình mà mình làm việc với Nuskin. Mình mới bắt đầu được khoảng tầm 6-7 tháng thôi đấy, trước tết một vài tháng đó, 6-7 tháng. Thì đấy là một cái cơ duyên của mình đến với công việc Nuskin như vậy, và là có đó là cái gọi là mình gọi là mình luôn luôn sẵn sàng, mình luôn luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội. Mình chưa cần biết nó là cái gì, mình chỉ cần là gì, mình nghe thấy là có cơ hội chia sẻ cho mình là gì, mình đón nhận nó đấy, mình lắng nghe và mình tìm hiểu nó đấy. Thì đấy là cái của mình là như vậy đấy. Để xem nào. Thì ở đây chúng ta sẽ biết là nhóm AC. Vâng. Thì cái mà ở đây có một câu hỏi của mình nữa là làm thế nào để mình được thành công như ngày hôm nay. Thì cái mà mình thấy là làm thế nào để thành công như ngày hôm nay ấy, thì cái đầu tiên ấy, nó là cái sự chuẩn bị. Thì bạn phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cơ hội thay đổi cái cuộc sống của bạn. Chứ không, chẳng hạn như ví dụ bạn là gì, bạn chẳng may bạn có một trúng một suất học bổng đi nước ngoài đi, đúng không? Nhưng mà bạn lại bảo ô em lại chưa kịp học tiếng Anh, đúng không? Em lại chưa có tiếng Anh để em đi học, đúng không? Đợi em một chút, em học xong bắt đầu là gì? Em đi du học, đúng không? Thì không bao giờ có chuyện đấy luôn. Đấy, thế thì bạn phải gì? Bạn phải chuẩn bị học tiếng Anh nó từ 1-2 năm trước, để đến khi bạn được nhận một cái học bổng đi thì bạn đã gì? Bạn đã sẵn sàng rồi. Thì đấy là một cái ví dụ của mình lấy cho nó về một cái cơ hội như vậy thôi. Thì trong cuộc sống của các bạn thế, các bạn phải luôn luôn sẵn sàng, ở trong cái tư thế sẵn sàng đón nhận những cơ hội. Đấy, và chính cái tâm thế như vậy ấy, thì khi mà mình được những cái cơ hội nó được giới thiệu từ thứ nhất là bạn bè mình này, người thân mình này, hay những cái người thầy của mình này, đấy, họ đưa ra những cơ hội ấy, thì mình làm gì? Ngay lập tức mình triển khai và mình chiến đấu. Mình làm việc nó rất là nhanh và nó nhanh ra kết quả luôn. Đó, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà bạn vào làm bất cứ một cái gì ấy, thì bạn cũng phải có một cái mục tiêu nó rõ ràng. Đấy, một cái mục tiêu rõ ràng. Và cái thứ hai nữa là gì? Có một cái lộ trình. Cái lộ trình ra. Bạn chính là người đưa ra mục tiêu, chứ không phải là cái gì? Người khác vẽ cho bạn. Bạn hãy nhớ điều đấy. Không có ai đưa cho bạn mục tiêu cả. Mà chính bạn phải là gì? Là người đưa ra cái mục tiêu đó. Cái thứ hai nữa là gì? Bạn phải chính là người lên cho kế hoạch. Bước từng bước như thế nào để đến cái mục tiêu đó. Chứ còn cũng gì? Cũng không có ai đưa cho bạn những kế hoạch đấy. Họ chỉ là những người mà tham vấn. Đấy.
hiện tại thì cái công việc của mình thì mình vẫn theo đúng cái lộ trình mà mình đưa ra. Nó là trở thành một team elite trong năm nay. Đấy, thì nó vẫn đang đi đúng, mặc dù là nó có luôn luôn có khó khăn. Thì cách ấy, đối với mình thì khó khăn nó là gì? Nó luôn luôn là gì? Nó là những thứ mình luôn luôn phải gặp hàng ngày. Cho nên là gì? Đó không phải là vấn đề của mình. Việc của mình là gì? Hãy nhìn thấy thật rõ cái đích của mình. Đấy, nhìn rõ cái đích của mình và gì? Và đi đến cuối đích, đi đến cuối con đường và liên tục chinh phục những cái đỉnh cao mới. Đó. Thì đấy là mình sẽ, đấy là cái chia sẻ của mình về cái bí kíp để mình thành công, nó là như vậy. Đó. Thì không biết anh Linh mình cứ theo cái kia anh. Câu hỏi kia anh. Em có thể chia sẻ thêm sâu về cái câu chuyện của em là vì sao em lại quyết định chọn Lutskin và vì sao lại quyết định chọn là đồng hành cùng với DMS&B. Đầu tiên là làm thế nào, tại sao lại quyết định làm Lutskin? Thứ nhất là cái thời điểm mà em bắt bước chân vào làm Lutskin ấy thì là gì? Em gần như là em không có bất cứ một cái gì. Từ tiền là lúc đó là gần như là không có tiền luôn, hết sạch tiền. Đấy, lúc đấy chỉ còn đâu đó khoảng tầm 5 triệu thôi, 5 triệu để bỏ tiền ra để chạy quảng cáo thôi. Đấy, thì em bỏ gần như là em dành hết cái toàn bộ số tiền đó cho cái công việc Lutskin luôn. Có nghĩa là trong kinh doanh thì em luôn luôn là gì? Nó phải đầu tư. Rủi ro nó đi kèm với lợi nhuận. Và mình muốn làm tốt một công việc gì đấy ấy, thì mình luôn luôn phải có thứ nhất là tiền, thứ hai là thời gian và thứ ba là công sức. Thì em luôn luôn là chuẩn bị những cái thứ đó và em phải gom đủ những thứ đó để làm. Đấy, và không phụ thuộc vào ai cả. Đấy, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm thực tế là gì? Nó quá là ít tiền. Nhưng mà đến đúng cái đến với cái đội nhóm của DMS&B làm công việc kinh doanh này thì gì? Không có tiền thì thứ nhất đầu tiên là vay được cái upline của mình, upline cho mượn sản phẩm. Đấy, bán được xong trả tiền. Đấy, xong rồi cái thứ hai là đến khi mà mình hiểu rồi ấy, thì mình là gì? À, mình lên công ty, mình nhập luôn, mình tự lấy công ty, sáng bán được là gì, chiều lên công ty và tối là gì, đóng hàng CB. Đấy, thì gần như là gì, nó không mất tiền, nó không mất quá nhiều tiền vốn, chỉ cần là gì, chỉ cần là mình nỗ lực, mình cố gắng thôi, là cái đấy là, thì cái đầu tiên, yếu tố đầu tiên để quyết định làm Lutskin đó là gì? Không phải ôm hàng, không mất quá nhiều tiền cho cái việc là ôm hàng hóa. Ngày xưa thì em có làm công ty mỹ phẩm ấy, thì mỗi một lần gia công ấy thì ít nhất là 200 triệu tiền hàng là phải vứt ra đấy đã, chưa biết có bán được hay không, vứt ra đấy đã 200 triệu. Đấy, còn chưa kể những cái lô mà sản phẩm tiền hơn mà nó số lượng yêu cầu nhiều hơn ấy, thì nó có thể nó lên đến 1 tỷ tiền hàng trong một lần nhập hàng luôn. Chưa biết bán được hay không nhá, chưa biết chạy quảng cáo có tốt hay không, chưa biết sản phẩm đấy như thế nào, mẫu mã có được thị trường nó nhận không, là phải đầu tư 1 tỷ rồi. Đấy, thì em thấy là gì? À, thế là kinh doanh cái này là quá là chắc chắn rồi, gần như là mình bán được hàng rồi mình phải đi nhập mà. Đấy, thì cái yếu tố đầu tiên mà em quyết định là gì? Ok, đấy là cái gì? Đó là cái kinh doanh không đồng, không cần quá nhiều vốn. Đấy, cái thứ hai của em thấy là gì? Đó là cái về kỹ năng. Lúc đó thì khi mà em bước vào cái sale online ấy, thì thực ra là gì? Tele sale ấy thì gần như lúc đó em không có kinh nghiệm gì cả. Em không có bất cứ một cái kinh nghiệm nào gì về tele sale cả. Nhưng mà trước đó là những cái kinh nghiệm có được là đó là sale offline, như kiểu là 1-1, gặp gỡ 1-1, bán hàng 1-1 thôi. Đấy, hoặc là đơn giản là chat thôi. Đấy, thì gần như em không có bất cứ một kinh nghiệm gì về cái telesale. Thì lúc đó là gì? Nghe thấy nói là gì? À, bán một cái sản phẩm online mà 6 triệu một đơn hàng ấy, hoặc là hơn nữa ấy, thì em không có tin. Đấy, thực sự là em không có tin. Đấy, bởi vì gì? Bởi vì online em chưa bao giờ nghĩ được bán được những cái sản phẩm đắt tiền như vậy.
em chỉ nghĩ là bán được cái sản phẩm giỏi lắm, hơn triệu ấy. Hơn triệu thì là giỏi lắm rồi. Thì cái đó là em không có tin. Thì vào đây thì đầu tiên em được hỗ trợ, được đào tạo. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Đấy, thì bắt đầu làm theo đúng các cái kịch bản mà được đưa ra này. Sau đó là nhìn thấy các bạn khác ấy, sale. Thế là mình thấy là cái này hay này. Thế là được học thêm một kỹ năng nữa. Và kỹ năng này cực kỳ là gì? Cực kỳ là tuyệt vời. Thì cái yếu tố và mình và em quyết định là gì? Thế là mình phải gì? Mình phải nắm được cái kỹ năng này. Mình phải nắm được kỹ năng này. Đấy. Mặc dù là mình đi từ con số 0 nhưng mà mình phải nắm được kỹ năng này. Thì chỉ sau đúng là gì? Sau đúng khoảng tầm ngày thứ 5. Có nghĩa là vào đây là phải là gì? Đầu tiên là phải chạy quảng cáo mà. Đấy. Thì ngày thứ 3 là bắt đầu là chạy quảng cáo ra số. Thì đến ngày thứ 5 là chốt được đơn. Đấy. Trong trước thời gian đó thì là sẽ luyện tập vào ngày thứ 5 là có được đơn. Đó. Thì mình thấy là gì? Thế là mình lại có thêm cái niềm tin vững chắc hơn nữa về cái chuyện là gì? Làm việc với cái công việc kinh doanh này. Đó là một công việc là gì? Nó cho thêm mình thêm một kỹ năng cực kỳ tuyệt vời, đó là kỹ năng bán hàng. Đấy. Và kỹ năng bán hàng này lại còn cực kỳ tuyệt vời khi mà bạn là gì? Bạn không phải đi đâu cả. Bạn chỉ cần đứng, bạn chỉ cần ở một chỗ. Và bạn gì? Bạn có cho mình một kỹ năng, nó là telesale. Bán hàng. Đấy. Em có xem cái phim Sói Giả Phố Guôn ấy. Đấy, và em rất hâm mộ. Nói chung là cũng rất là hâm mộ cái ông Jordan Belfort ấy. Đó. Thì sau khi mà mình thấy thế là mình cũng bắt đầu là mình cũng bán. Bởi vì là gì? Những người bạn của em ấy, họ cũng giống như mình thôi. Họ chưa bao giờ họ bán, họ nghĩ rằng có thể bán hàng online được. Mà những cái đơn hàng giá trị cao như vậy. Đó. Ở đâu đó trong cái cách bán hàng ấy, nó có rất là nhiều cái kỹ thuật, kỹ năng, rồi có rất nhiều các cái về niềm tin. Đấy. Và phải gì? Phải cực kỳ cao, phải cực kỳ tốt thì mới có thể là gì? Mới có thể là gì? Bán được hàng. Đấy. Thì đấy là cái yếu tố thứ hai. Đấy, thứ hai ở trong này đó là em được học thêm kỹ năng, cho nên là em quyết định là gì? Quyết định làm công việc này. Đó. Còn cái thứ ba nữa ấy, mà em nghĩ là gì? Cái thứ ba nữa ấy, đó là cái này thì là cái mà nó luôn luôn xuyên suốt em, là đó là em mong muốn là gì? Mình được tự do về tài chính, tự do về thời gian. Đấy. Thì trong cái công việc này ấy, thì nếu đến một mức độ nào đấy ấy, ví dụ như là chú Đin này, ví dụ như anh Linh này, đấy, hay là ví dụ cô Nga này, thì mình sẽ đạt được một cái, đó là tự do về mặt tài chính. Cái thứ hai nữa là tự do về mặt thời gian. Và cái thứ ba nữa là, cái thứ ba nữa đó là cái của em, đó là tự do về mặt không gian. Đó. Thì cái công việc này nó giúp cho em đạt được những điều đấy. Nếu như em mà làm những công việc ngoài kia ấy, thì muốn có nhiều tiền ấy, thì em phải càng ngày càng bận hơn. Đấy. Muốn có nhiều tiền ấy, thì em càng phải làm nhiều hơn. Cho nên là rất khó. Có nghĩa là vẫn làm được nhá. Có nghĩa là những công ty nào mà nó tự động hóa được ấy, thì gì? Thì những người chủ của nó mới có thể là gì? Mới có thể có những hai điều đó. Đó là tự do về thời gian và tự do về tài chính. Đấy. Nhưng công việc này thì sao? Nó không cần đến 10 năm. Nó chỉ cần đâu đó 2 năm, 3 năm gì đấy thôi. Là mình hoàn toàn mới có thể đạt được điều đấy. Cho nên là gì? Ok, em quyết định là gì? Mình sẽ làm công việc này. Đấy, mình sẽ làm công việc này. Để mình có thể là gì? Mình được, mình thứ nhất là mình kinh doanh một cách thông minh hơn, không phải đầu tư quá nhiều vào những cái cơ sở vật chất, hàng hóa. Đấy, mình chỉ tập trung vào những cái thứ mình giỏi rồi. Đấy. Và cái thứ ba nữa là, cái như em vừa nói ấy, đó là gì? Đó là tự do. Đấy.
Thì đấy chính là cái lý do mà em đến với cái công việc này và đến với đội nhóm DMS1B. Thì cũng rất là nhiều cái cái kiến thức, bởi vì thực tế là em ngày cũng đã từng làm ở một số cái công ty về đa cấp rồi. Đấy, đó là công ty về Amway. Thì em cũng đã làm rồi. Đấy, thì đây là một cái mô hình mà nó rất là mới và thực sự nó rất là hay và nó thực sự là phù hợp với những người trẻ. Bởi vì nếu mà các bạn khác ấy mà đi theo một cái hệ thống khác ấy thì mình nghĩ là các bạn sẽ không làm được đâu. Các bạn sẽ không làm đâu, nó không dễ dàng như nó không dễ dàng giống như bây giờ đâu. Đấy. Nó không dễ dàng giống như những gì mình đang làm đâu. Đấy. Thì để mà dễ dàng như thế thì thực tế là gì? Đã có những người đi trước ấy, người ta đã đổ rất nhiều máu rồi, đổ rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc rồi để giúp cho cái công việc kinh doanh nó dễ như vậy. Đấy. Nó dễ, thứ nhất là dễ về về mặt làm việc này, cái thứ hai là dễ về mặt vận hành này, cái thứ ba nữa là dễ về mặt sao chép này. Đó, thì nó phải có một cái gì đấy, chẳng có cái gì mà vừa dễ làm mà lại vừa dễ cho tiền cả. Nó không bao giờ có chuyện đấy luôn. Nếu mà bạn đang đang làm một công việc dễ đấy như vậy ấy, thì thực tế là đã có một ai đó đã gánh cho bạn cái phần khó khăn rồi. Đấy, gánh cho bạn cái phần khó khăn, gánh cho bạn cái phần rủi ro rồi. Đấy, thì đấy là chính là cái mà em suy nghĩ là thế là mình chắc chắn là mình phải phải làm cái công việc này tốt và mình sẽ gì? Mình sẽ gắn bó với đội nhóm. Đấy, gắn bó bởi vì như anh Linh và có những apply ở trên ấy thì hỗ trợ rất là nhiều. Đấy, đi ra Hà Nội liên tục sẽ tổ chức các buổi hội thảo liên tục, đào tạo liên tục. Đấy. Mà mình cũng đã từng ở các vị trí ví dụ như là tổ chức hoặc là leader hay các thứ gì ấy thì là gì? Làm những công việc đó rất là mệt. Rất mất thời gian, rất mất công sức. Đấy, cho nên là mình thấy là gì? Đấy, thì đấy là chính là những cái suy nghĩ của em là như vậy anh Dạ. ạ. Tiếp tục. Để anh xem. Các bạn trong quá trình mà À, chúng các ta bạn lắng trong quá nghe trình mà chúng ta livestream lắng nghe của live Vi stream của Vi Tiến ấy, thì chúng ta thì có thể đặt chúng ta ra có thể những đặt câu ra hỏi những câu hỏi cho cho Vi Tiến Vi và chúng ta Tiến ở comment chúng ta dưới đoạn comment live dưới stream này đoạn được live nhé. stream này các bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo là những thách thức nào mà em nghĩ với một người mới cần vượt qua và em đã là một leader thì em làm gì để giúp họ vượt qua? Thì đối với một người mới ấy, thì cái đầu tiên thì mình nghĩ đó chính là cái niềm tin. Thì những người mới thì thường là họ thiếu cái niềm tin với cái công việc. Họ thiếu niềm tin với cái mô hình kinh doanh mới này, thiếu niềm tin với cái tai tiếng đó là đa cấp. Đấy, thì là thường là sẽ là bị cái phần là thiếu niềm tin. Phần nhiều như vậy, còn những và tiếp theo ấy là thiếu mục tiêu. Thì những cái người trẻ thì họ cũng chưa biết là mình mong muốn gì. Chưa biết mình muốn gì và chưa biết mình sẽ là ai này hay sẽ là muốn cái gì kiểu kiểu như vậy. Đấy, chưa có một cái mục tiêu rõ ràng. Cho nên là họ thường là họ sẽ rất là thụ động. Đấy, thì đối với cái người mới ấy, đầu tiên là về cái niềm tin ấy. Thì thông thường là khi mà các bạn mới mà đến với cái đến đến làm việc cùng với em ấy, đến văn phòng của em ấy, thì thông thường là em sẽ đầu tiên là em bảo với họ là gì? Trong cái quá trình này đầu tiên là luyện tập ấy, có nghĩa là học học tập ấy. Đấy, thì các bạn ấy bảo là đây bọn em thích hỏi ai cũng được. Có nghĩa là hỏi tất cả những cái bạn trong văn phòng ấy. Thứ nhất là các bạn ấy đến là đầu tiên là vì tiền, đúng không? Thế thì cho bọn em đi hỏi thoải mái đi. Hỏi xem là những anh chị ở đây là có kiếm được tiền không? Có kiếm được tiền từ công việc kinh doanh này không? Đấy. Và cái thứ hai nữa, em xem những cái yếu tố thứ nhất ấy là có bán được hàng không? Đấy, kinh doanh mà, kinh doanh phải bán được hàng chứ, đúng không? Cái yếu tố thứ hai ấy là gì? Hãy xem ra là những cái sản phẩm này có tốt không? Đấy, khách hàng dùng rồi, khách hàng có dùng lại không? Có mua lại của mình không? Đấy, rồi khách hàng có mua thêm những sản phẩm khác không? Đấy, rồi cái thứ ba nữa là gì? Em hãy xem ở đây có cái thứ em muốn không? Có những người trẻ thì họ mong muốn vào đây họ kiếm tiền. Có những người trẻ thì họ mong muốn vào đây họ được học tập phát triển bản thân. Có những người trẻ thì họ muốn vào đây để có gì có một cái môi trường để rèn luyện thật là tốt. Thì em bảo họ là gì? Trong cái thời gian một tuần đầu tiên mà các bạn đến đây ấy, thì các bạn hãy
tìm hiểu đi, tìm hiểu tất cả những cái điều mà bọn em muốn tìm hiểu đi, xem ở đây có điều mà mong muốn không. Còn nếu mà ở đây không có điều mà mong muốn ấy, thì rồi một ngày nào đó em cũng sẽ ra đi thôi. Đấy, thì đối với những người mới thì thông thường là em sẽ trao đổi với họ và em sẽ đưa cho họ một cái thông điệp như vậy. Đó, còn nếu mà ok đến tuần thứ hai ấy, mà em cảm thấy là gì? À, ở đây có những cái điều em muốn ấy, thì việc còn lại của em đó là làm. Em chỉ có làm thôi. Bởi vì gì? Bởi vì em không có tiền. Khi mà đến đây em không có tiền. Cái thứ hai là em cũng chưa có kỹ năng gì cả. Rồi cái thứ ba là gì? Em cũng chẳng có mối quan hệ gì để em sử dụng cả. Vậy thì em có cái thứ gì? Thì em có một thứ đó là chính là sức khỏe của em. Em có một cái thứ đó là thời gian của em. Thì em phải bắt buộc phải hy sinh sức khỏe và thời gian của em để làm gì? Để em đánh đổi lấy những thứ kia. Đánh đổi lấy tiền bạc, đánh đổi lấy kỹ năng, đánh đổi lấy mối quan hệ. Đấy, thì đó là những cái mà em khi mà những người mới em đến thì em sẽ thường trao như vậy. Và em nghĩ thêm rất nhiều về cái mô hình kinh doanh. Nói rất nhiều về mô hình kinh doanh, em nói rất nhiều về các cái tương lai của mình. Nếu mà mình phấn đấu, mình làm một thời gian 1, 2, 3 năm hoặc 4 năm nữa thì mình sẽ có những cái gì. Đấy, và những ai đã đạt được rồi. Đấy, và con đường đi nó sẽ như thế nào. Đó thì thông thường là em sẽ chia sẻ như vậy đối với những cái bạn mới. Khi mà những cái bạn đấy thì thông thường là thiếu niềm tin và thiếu cái mục tiêu thì em thông thường sẽ như vậy. Đó. Thì đấy là cái chia sẻ của em về những cái mà cái câu hỏi vừa rồi. Đó. Dạ. Để tiếp theo xem câu hỏi tiếp theo. Dạ. Câu hỏi tiếp theo đó là những sai lầm em đã mắc phải em và em đã khắc phục nó như thế nào và bài học từ sai lầm đó ra sao? Cái sai lầm là từ sai lầm trong cuộc sống hay là sai lầm trong công việc kinh doanh này anh nhỉ? Trong công việc này. Yeah. Trong công việc này. À, trong công việc. Yeah. Này. Thì hiện tại thì có một cái sai lầm, nhưng mà có sai lầm rất là là 20.000 ấy, và dưới là có một ruby ấy, thì bạn ấy có tách ra để các bạn ấy theo đuổi một cái mục tiêu mới, một cái đam mê mới và một công việc mới. Đấy, thì mình có mất một cái nhánh như vậy, nhưng mà gì, khi mà mình nhìn lại ấy, thì mình thấy là gì, đơn giản là bởi vì là họ, cái mục tiêu của họ ấy, nó không còn là mục tiêu ở trong Nuskin nữa. Đấy, mục tiêu của họ nó có những cái mục tiêu khác. Đấy, nó khác với mục tiêu của mình rồi. Cho nên là gì? Cho nên họ mới ra đi thôi. Đấy, còn hiện tại thì trong cái công cuộc sống ấy, thì mình vẫn gì? Mình vẫn cái mối quan hệ giữa mình và cái bạn đó vẫn rất là tốt. Anh em vẫn thỉnh thoảng đi cà phê, đi ăn uống, nhậu nhạt với nhau vẫn bình thường. Đấy, thì mình nhận thấy là gì? Cái của mình là gì? Mình nó chỉ là đơn giản nó sai cái đích đến với nhau thôi. Đấy, thì cũng mình không nghĩ rằng là nó là cái sai lầm gì đấy của mình ở trong đấy. Yeah. Thì hiện tại là em vẫn chưa thấy mình có sai lầm gì anh ạ. Yeah. Vậy đấy, đến thời điểm hiện tại chưa thấy. Em có thể chia sẻ mọi người là làm thế nào mà em có tỷ lệ làm thế nào mà em có tỷ lệ giữ người ở lại rất là tốt như đấy. À đúng rồi. À, có một cái đặc biệt của mình ấy và các cái đội nhóm khác ấy thì là thấy là có nghĩa là có nghĩa là em thấy là cái tư duy của em với mọi người thì nó hơi khác nhau. Đó, thì là ví dụ như là tuyển 100 giữ 1, có nghĩa là giữ lại được một người là leader ấy. Đó. Thì thành ra là những cái đội nhóm khác thì thấy là tuyển người rất đông và ra đi rất là nhanh. Đấy. Nhưng mà đội nhóm của em thì lại khác. Đội nhóm của em thì hiện tại thì em tính ấy, thì là cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Thì cứ khoảng 10 người đến với em ấy, thì sau khi mà sàng lọc ấy, thì còn khoảng 5 người ở lại. Đấy. Thì cái lý do mà em như vậy ấy, thì là thứ nhất là đầu tiên khâu tuyển ấy, khâu tuyển dụng người ấy, thì đầu tiên em tuyển nó thật chuẩn.
tuyển thật chuẩn, nó cũng như kiểu là chuẩn chuẩn target giống như mình bán hàng ấy, bán chu phây ấy. Đấy thì phải chuẩn. Thì ở đây là em xác định đối tượng của em đầu tiên là về độ tuổi. Độ tuổi của em là nó sẽ là từ 22 đến 28 tuổi. Đấy, thấp ít hơn và cũng không cao hơn, không cao hơn 28 tuổi. Đấy. Cái thứ hai nữa ấy, là họ là phải ở Hà Nội. Bởi vì những cái thị trường khác là nó liên quan đến cái sự hỗ trợ của em. Khi mà em không hỗ trợ được người ta ấy, thì người ta sẽ giúp. Đó, thì em xác định là chỉ ở thị trường Hà Nội thôi. Còn những cái bạn khác, có rất nhiều bạn là ở thị trường ví dụ như là Hồ Chí Minh hay thì em cũng là gì? Gần như là em không nhận luôn. Em có thể là em gửi gắm sang những cái đội nhóm khác cho họ làm việc. Chứ còn em không có nhận luôn. Đó, ba nữa ấy. Cái thứ ba nữa là gì? À, em xác định là cái những cái người đó người ta sở thích họ như thế nào. Thì ở đây là gì? Đầu tiên là họ phải thích kinh doanh đã. Họ phải thích kinh doanh chứ họ nếu mà họ là gì? Thích họ mong muốn họ thích đi làm thuê ấy thì cái gì? Thì họ cũng không có làm công việc này. Đấy thì họ phải thích kinh doanh đã. Rồi họ lại thích là gì? Họ thích phát triển bản thân đã. Đấy, thì em là gì? Em lựa chọn tất cả những cái đặc tính như vậy. Bắt đầu em tìm. Đấy, thì khi em tìm ấy thì em kết bạn với những người có những cái đặc tính như vậy. Và bắt đầu là gì? Bắt đầu em cho đi giá trị. Em cho đi giá trị, bắt đầu là gì? À, đến lúc đó là em kêu gọi. Em kêu gọi là người ta sẽ có nghĩa là chuyển. Thì khi mà bắt đầu làm việc, khi mà bắt đầu là người ta inbox với em ấy, thì bắt đầu em sẽ hỏi chuyện hoặc thật là kỹ. Thì có những cái key như sau, ví dụ như là gì? Em sẽ hỏi họ những cái đầu tiên là về tuổi này. Thứ hai là về địa điểm này. Hỏi cái thứ ba nữa là tại sao bạn lại muốn tìm đến mình? Tại sao bạn lại muốn làm việc cùng với mình? Đấy, để em coi xem cái động lực của họ có lớn hay không. Đấy, thứ ba là em hỏi là họ mong muốn cái gì? Để em biết được rằng là gì? Cái mục tiêu của họ là gì? Đó, thì sau khi mà em xác định được tất cả những cái đấy ấy, thứ nhất là mục tiêu của họ, thứ hai là động lực của họ ấy, thì em biết là gì? À, mình có thể cho họ giá trị được hay không? Mình có thể hỗ trợ họ được không? Đấy, bởi vì những cái người đó khi mà người ta đến với em ấy thì người ta là gì? Người ta rất là tin tưởng em. Đấy, người ta rất tin tưởng em. Mà người ta là gì? Người ta mong muốn em giúp đỡ người ta để gì? Người ta đạt được cái mục tiêu của họ. Đấy, cho nên là gì? À, cho nên em hỏi rất là kỹ và em xác định xem là gì. Ok, nếu mà em giúp được thì em sẽ nhận. Còn nếu không thì sao? Ok, em sẽ không nhận. Đó. Và sau đó ấy, sau khi đến nhận rồi ấy, bắt đầu là đến vào trong đó thì là gì? À, em làm theo là chế độ là code 11 luôn. Cứ bạn nào vào là code 11. Code 11 liên tục. Từ sale này là cũng code 11 sẽ có một bạn kèm bạn đó. Bắt đầu ngồi sửa cho bạn đó từng tí một về cái lỗi về sale luôn. Đấy. Cái thứ hai nữa là về marketing cũng kèm 11 luôn. Chỉ có mỗi là đào tạo về tư duy là em sẽ đào tạo văn phòng là lớn luôn. Còn tất cả những kia là code 11 để cho các bạn ấy là gì? À, tốc độ nhanh nhất để làm gì? Để các bạn ấy kiếm được tiền. Đấy. Để các bạn ấy có niềm tin với cái công việc này. Đó. Thì phần lớn là gì? Tất cả những cái bạn nào mà trụ lại và ở lại ấy, thì hầu hết là các bạn ấy là gì? Đều kiếm được tiền. Các bạn ấy đều có niềm tin với cái công việc này. Đấy. Và vấn đề của em là gì? Em liên tục em cho các bạn ấy các giá trị. Liên tục cho các bạn giá trị. Nó có thể là đến từ tiền này. Nó có thể đến từ kiến thức này. Nó có thể đến từ tình cảm. Đấy. Nó đến từ rất nhiều thứ. Giá trị đấy nó bao hàm rất nhiều thứ. Chứ nó không phải là một thứ. Đấy. Thì và em có phải có trách nhiệm với họ. Em cảm thấy là mình em phải có trách nhiệm với họ. Đấy, phải có trách nhiệm giúp đỡ họ tốt lên. Có thể là gì? Em đuổi họ, nhưng mà em đuổi họ bởi vì để cho họ tốt lên. Đó, cái công việc này nó chỉ là một công việc thôi. Nhưng mà gì? À, ngoài kỹ, em có thể là, có nghĩa là sau này có thể là các bạn ấy không làm công việc này nữa, nhưng sau này có thể các bạn quay lại. Đấy, các bạn quay lại bởi vì sao? Mình đối xử tốt với bạn đó. Mình mong muốn bạn đó tốt lên. Đấy, mình giữ lại bạn đó cũng vì muốn bạn đó tốt lên. Mình đuổi bạn đó đi cũng vì mình muốn bạn đó tốt lên. Đó. Thì nếu mà còn ở lại ấy, thì anh em vui vẻ, nói chung đối xử với nhau một cách rất là tốt. Đấy, mọi thứ. Đấy. Thì đấy là cái triết lý của em khi mà em làm việc, nó là như vậy. Cho nên là cái tỷ lệ mà đào thải ấy, tỷ lệ nghỉ ở bên em nó rất là ít.
Và cái thứ hai đấy là những cái người khác ấy, người khác người ta làm ở những cái đội nhóm khác đấy, nhưng mà gì, người ta lại không làm được. Nhưng mà khi mà người ta sang đội nhóm của em ấy thì người ta lại gì, người ta lại làm rất tốt. Người ta bảo gì, à bên đội nhóm của mình ấy là gì, là tốt hơn. Có nghĩa là gì, mọi thứ nó tốt hơn về cái văn hóa, nó tốt hơn, văn hóa giúp đỡ người khác tốt hơn, rồi là gì, cái sự hỗ trợ nhiều hơn, tốt hơn đấy. Và họ gì, họ muốn ở lại đấy. Thì mình cũng không gì, mình cũng không có phải là gì, mình không phải là mình đi kêu gọi, không phải là đi kêu gọi người khác, mà tự người khác người ta đến, người ta xin đấy, người ta xin vào, người ta làm việc đó. Thì đấy là cái những cái kinh nghiệm mà của em, mà em đúc kết để mà em có thể là phát triển hệ thống nó tốt và nó bền vững, nó là như vậy. Anh trẻ chia sẻ hết rồi anh ạ. Hay quá. Vâng. Ok. Có một okay. bạn hỏi, có em, một là, bạn hỏi em là cho em hỏi anh, tìm hỏi anh tìm ứng viên đó thông qua những phương tiện nào, làm sao để làm nhận, sao ra, để được nhận ra được họ ạ? Chủ yếu anh chủ yếu anh muốn về hay anh đi tìm trước ạ? Mình thì có một cái đặc tính là gì, mình tất cả mình làm đều trên Facebook cả đấy. Mình có chuẩn bị để chạy quảng cáo rồi nhưng mà mình còn chưa làm cơ đấy. Nhưng mà tất cả những cái người mà mình tuyển ấy, thứ nhất là nó đến từ cái nguồn, đầu tiên là cái nguồn nó đến từ cái nguồn profile cá nhân của mình. Hầu hết nó đến, phải đến 99% nó đến từ nguồn profile cá nhân. Sau đó là những cái mối quan hệ của mình nữa, những cái mối quan hệ từ ngày xưa của mình nữa đấy. Thì cái này ấy, chất lượng thì giống lúc nãy mình chia sẻ với các bạn ấy, đúng không? Mình chia sẻ với các bạn ấy, đó là gì? Các bạn đầu tiên là phải target thật là kỹ, các bạn phải biết được là gì. Các bạn bán hàng, các bạn học marketing này đúng không? Đó là chân dung khách hàng đúng không? Thì những cái ứng viên hay là những cái người mà về làm cùng với các bạn ấy, họ có phải là khách hàng của các bạn không? Đúng không? Thế thì các bạn phải có chân dung của người ta chứ, đúng không? Đầu tiên là gì? Giới tính, đúng không? Các bạn nghĩ là cái công việc này ấy, thì giới tính nào làm việc tốt hơn, nam hay nữ sẽ làm việc tốt hơn, đúng không? Nếu mà cả nam cả nữ thì ok, không vấn đề gì. Thứ hai là độ tuổi nào làm việc tốt nhất, đúng không? Đấy, thì mình xác định là gì, à, ở trong cái công việc này ấy, thì độ tuổi trẻ là làm việc tốt nhất. 22 đến 28 ấy, 22 là gì, vừa mới ra trường. 28 là gì, chưa lập gia đình. Còn nếu lập gia đình mà lại khó khăn hơn, bởi vì có nhiều cái ràng buộc hơn, các bạn sẽ không dám mạo hiểm hơn. Bởi vì gì? Mình có cả gia đình rồi, mình không thể mạo hiểm được. Đấy. Rồi bắt đầu là, đấy thì là cái độ tuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Cái sở thích. Các bạn, cái này mới là quan trọng này. Cái sở thích. Thì nếu ấy, nếu cái công việc nó có tốt mấy ấy, mà gặp những cái người mà người ta không có thích mạo hiểm ấy, người ta mong muốn là công việc sáng đi tối về ấy, an toàn ấy, thì các bạn cũng không bao giờ có thể là gì? Bắt họ làm được. Đấy. Còn công việc này mà có mạo hiểm đến mấy ấy, mà các bạn gặp đúng những người mà người ta thích mạo hiểm ấy, thích kinh doanh ấy, thì gì, bao nhiêu người ta cũng vào. Thì mình xác định là gì, những cái người này ấy là những người phải thích kinh doanh đấy, thích kinh doanh này, sau đó là gì, thích phát triển bản thân này, rồi là thích đọc sách này đấy. Của mình thì là mình lại ở Hà Nội, cho nên là gì, mình target những đối tượng ở Hà Nội đó. Thế là mình dùng những cái công cụ, mình có một số công cụ để mình làm gì, để mình vào trong các group này. Các group ví dụ như là kinh doanh về mỹ phẩm này, cộng đồng khởi nghiệp này, khởi nghiệp Việt Nam này, cộng đồng phát triển bản thân này. Bắt đầu mình lọc, mình tìm hết tất cả những người đó ra. Sau đó là mình gì? Mình lọc theo địa điểm. Bắt đầu là mình tìm theo giới tính. Bắt đầu là mình kết bạn tất cả những người đó gì? Người đó vào trong cái profile cá nhân của mình. Hoặc ngược lại, mình có thể chạy quảng cáo đến những cái đối tượng như vậy, nếu mà đã có một cái target nó kỹ càng như vậy. Đó. Thì cái tỷ lệ những cái người này ấy, người ta quan tâm đến những cái vấn đề như vậy ấy, nó rất là nhiều. Sau đó là gì? À, các bạn bán hàng đúng không? Thì các bạn phải biết cách đúng không? Nên người ta gọi như kiểu thả thính ấy. Đúng không? Đúng không? Công việc gì? Ví dụ như là tuyển những người mà mong muốn có công việc là gì? 20-30 triệu một tháng đúng không? Có nhiều người không? Đúng không? Chấm vào đây để tôi chỉ cho bạn cách kinh doanh là gì? Không đồng mà gì? Mà kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Thì những người đó người ta sẽ gì? À, người ta sẽ like bài viết của bạn đúng không? Người ta sẽ chấm vào cái bài viết của bạn đúng không? Người ta sẽ comment, người ta hỏi đúng không? Hoặc là tặng những cái tài liệu về kinh doanh đúng không? Thì rất nhiều người ta sẽ gì? Người ta sẽ hỏi. Thì lúc đó là bạn tách ra được gì là gì? À, những cái người đó là những người tiềm năng của bạn. Đúng không? Những người tiềm năng của bạn. Đó. Thì cái này nó chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Sau đó là đến gì? À, bắt đầu mình inbox. Đúng không? Những người đó chấm rồi đúng không? Thì mình sẽ inbox nói chuyện đúng không?
thì mình sẽ nói chuyện, mình sẽ hỏi lại một lần nữa, đó là gì, tuổi của bạn nó bao nhiêu đúng không, bạn đang làm công việc gì đúng không, bạn mong muốn điều gì đúng không. Sau đó mình là gì, à những ai mà có mong muốn mãnh liệt ấy thì họ sẽ làm gì, à họ sẽ gặp bạn, họ sẽ hẹn gặp bạn. Đấy, thì mình gì, mình bắt đầu là gì, mình lọc ra đầu tiên là gì, những người người ta chỉ like ở trên bài viết thôi, sau đó là những người người ta comment ở bài viết này, sau đó là những người nói chuyện với mình này, sau đó là đến là những người gặp mình này, và sau đó là những người gì làm việc cùng với mình. Đấy, thì mình cứ lọc có từng tầng một, nó rất là nhiều. Đấy, thì đến cuối cùng là sẽ gì, sẽ còn lại những cái người gì thực sự khát khao, thực sự mong muốn và thực sự có sự nỗ lực, mục tiêu rõ ràng, động lực rõ ràng, thì bắt đầu là gì, mình tập trung vào những người đó, mình hỗ trợ những người đó, thì người ta sẽ sao, à thì người ta sẽ làm một cách người ta ra kết quả. Khi mà người ta ra kết quả rồi ấy, thì vấn đề còn lại là gì, à người ta tự làm, mình cũng không cần phải nói nhiều, và mình cũng không có mất nhiều thời gian đâu, bởi vì gì, mình có một cái môi trường rồi, mà cái môi trường đó ấy, cứ vứt vào là các bạn ấy gì, các bạn ấy tự làm hết tất cả mọi thứ. Không hiểu đâu thì các bạn ấy hỏi những người xung quanh, không hiểu đâu các bạn ấy tự hỏi những người xung quanh. Còn mình gì, mình không có mất nhiều thời gian với họ. Đấy, mình lại tiếp tục lại làm cái công việc đó từ đầu. Đó là kết bạn, sau đó là đăng bài, sau đó là nói chuyện. Rồi là gì? Lại vứt vào kia. Lại có code 11, lại có đào tạo 11. Rồi là mọi thứ đấy. Thì của mình thì hiện tại là cái mọi thứ nó vận hành như vậy rồi. Đó. Ok anh, em trả lời xong câu hỏi đấy rồi anh ạ. Hay quá. Có mấy câu hỏi nữa, em trả lời cùng với mọi người luôn. Ôi, em ở đây xem thử xem phút qua đây không biết được nhỉ. Mọi người chúng ta có câu hỏi gì, chúng ta cùng comment đặt câu hỏi cho bạn Tiến luôn nhé. Tiến làm đến nay là chưa được 7 tháng các bạn. Mà hiện nay đã là Emerald rồi. Nhưng Emerald rất là vững chắc nhỉ. Đây để em chúng ta xem livestream của bạn Phạm Chiều. Thì Phạm Chiều là đang live của Vi Tiến. Dạ. Các bạn có câu hỏi chúng ta cứ comment đi các bạn. Tiến thấy câu hỏi chưa? Đây em đang tìm anh ạ. Để xem câu hỏi tiếp theo. Dạ. Anh có chat cho em mấy câu hỏi. À vâng, thế anh gửi qua hộ cho em với, bởi vì em tìm ở đây thì nó hơi bị lâu. Hồi nãy anh chat anh gửi qua cho em. Ở đây em không thấy anh ạ, em chưa thấy. Trong cái mục chat. Khó nhỉ, chưa thấy. Các bạn có câu hỏi gì chúng ta hỏi nhá. Anh muốn hỏi em một cái đó, anh có thể đọc hộ em câu hỏi với. Ok. Anh đặt câu hỏi thay cùng với bạn luôn. Vâng. Làm thế nào để đồng nhất cùng với tất cả anh em để cùng với nhau có động lực để bỗng kể một cách hiệu quả. Cái cách mà truyền động lực cho mọi người. Đồng nhất về cách làm việc hay là như nào nhỉ? Em chưa hỏi về cách làm việc thì đến hiện tại thì sau khi mà thực ra là cái đội nhóm của em ấy thì nó có một cái đặc điểm là gì? Nó trải qua rất nhiều khó khăn với nhau bởi vì kinh doanh mà không phải tháng nào ngon cả, không phải từ đầu đến cuối tháng nào ngon. Thì cái đầu tiên là trong cái này em có một cái bí kíp nhỏ mà em nghĩ là cái này nó là cái sự khác biệt giữa em với lại các cái đội nhóm khác. Em nghĩ là cái này nó là cái cực kỳ hay, nếu mà làm nhiều các bạn mà like nhiều và chia sẻ nhiều ấy thì em sẽ chia sẻ cái này đấy. Các bạn like đi, các bạn like xong và chia sẻ bài viết này thì mình sẽ bật mí cái bí kíp này. Mình nghĩ là cái này ấy là cái cực kỳ quan trọng để giúp cho các bạn có thể phát triển được đội nhóm. Cái này mới là cái quan trọng, chứ còn những cái chia sẻ vừa nãy thì đôi khi nó cũng hơi bị ngoài một chút đấy, nó chưa vào đi đến cái trọng tâm, chưa đến cái bí kíp đấy. Thì các bạn hãy like và comment số 1 xuống
comment số 1 xuống cái livestream này để mình có thể là mình thấy các bạn là cực thực sự là quan tâm đến cái những cái nội dung mà mình chia sẻ. Anh comment. Anh comment. Đây mình này là có anh Linh này rồi. Đây rồi, ok, có Ánh này, có Mây Đặng này, Vũ Thủy này, Hồng Nhung này, Ngô Chí Hải này, ok. Chơi cốc nước em mày. Ok, thế bây giờ mình sẽ chia sẻ nhá. Mình sẽ chia sẻ một cái, thì ở đây ấy, thì đây mình cái đội nhóm của mình ấy, thì nó hoạt động dựa trên những cái nguyên tắc làm việc, hoạt động dựa trên những nguyên tắc làm việc đấy, và những cái nguyên tắc những cái luật đấy, mình gọi là những cái luật. Đầu tiên là dựa trên ba cái nền tảng. Thứ nhất là cái một cái sự là sự công bằng đấy, đó là cái đầu tiên là cái sự công bằng. Cái thứ hai là cái minh bạch. Cái thứ ba nữa là cái hỗ trợ nhau hết sức. Thì ba cái công bằng đấy, minh bạch đây, thứ nhất đấy, công bằng đấy, đó là cái về cái gọi là cái ăn chia, đúng không? Các bạn khi mà các bạn là kinh doanh, đúng không, thì các bạn nó sẽ có những cái thứ nó liên quan về cái mặt là phân chia lợi ích, đúng không, phân chia lợi nhuận, đúng không? Thì mình phải làm một thứ đó là thực sự công bằng. Và ở đây là các leader là phải làm gương về điều đó. Và đôi khi các leader là phải gì, phải chịu thiệt một chút đấy, để làm gì, để cho cái luật đấy nó được gì, nó được thực thi một cách hoàn chỉnh nhất. Cái thứ hai là minh bạch. Đấy, minh bạch là gì? Những cái này thì thực sự là đôi khi các bạn làm rất là khó. Của mình thì là gì? Mình áp dụng thêm những cái hệ thống công nghệ nữa. Đấy, những cái đơn hàng này, những cái người, đúng không? Các bạn ở đây là sẽ có là liên quan đến về lợi nhuận bán hàng, đúng không? Thứ hai là giữa là gì? Đó là những cái người mà các bạn tuyển ở trong hệ thống, đúng không? Thì mình sử dụng gì? Mình sử dụng công nghệ để mình có những cái sự đó, có sự phân chia công bằng đó, sự minh bạch đó. Đấy, thì ví dụ như là gì, đơn hàng này, đúng không, có đầu tiên là bán được hàng, đúng không, là biết là gì, biết là ai sale, đúng không? Đấy, cái thứ hai là up sale, đúng không? Thì thông thường là mình nhìn thấy là gì, rất khó, các bạn thường rất khó phân chia trong cái đó đấy, không có chia được là gì, ai up sale gì rất là khó chia, đúng không? Up sale là hoàn toàn là phụ thuộc vào cái người đó có gì chính trực hay không, đúng không? Chính trực hay không, yeah. Hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó, yeah. Đúng không? Rồi là cái người này là gì, do ai giới thiệu, đúng không? Lại cũng phải gì, chính trực, đúng không? Mình thì mình nói chung mình không có đủ thời gian để mình ngồi mình làm những việc đó, thì mình đưa hết công nghệ vào. Thì ví dụ như khách hàng này của ai này, khách hàng này của người nào này, đúng không? Rồi là bạn này của ai này, thì nó có lưu hết trên cái hệ thống đó, thì nó sẽ gì, mình tra một phát là mình sẽ biết là gì, đấy là của ai đó. Sau đó là những cái chính sách về phân chia, về lợi nhuận đó, thì mình gì, việc của mình là gì, mình ngồi mình nghĩ ra những cái luật đấy. Các bạn hãy nghĩ, mình chỉ ngồi mình nghĩ luật thôi đấy, mình chỉ ngồi mình luật. Nói thì nó hơi nói chung là hơi trong cái khuôn khổ thời gian này, thực sự là gì, mình không đủ thời gian để mình chia sẻ tất cả những cái gì mà mình đã làm. Em cứ chia sẻ thoải mái đi. Bởi vì trong cái khoảng thời gian là, có nghĩa là mình làm nó 7 tháng ấy, thì thực ra là cái công việc của mình ngồi là gì? Mình ngồi mình nghĩ rồi, mình ngồi mình nghĩ và mình áp dụng rồi. Và mình thử xem là nó hoạt động như thế nào rồi. Ví dụ mình đưa ra một cái luật như thế này này. Ví dụ như là viết gì? Viết top 5 mỗi ngày, đúng không? Đấy, thì xem nó hoạt động như thế nào. Đấy, rồi là đọc gì? Tuyên thệ này. Rồi là gì? Phân chia lợi ích lợi nhuận này. Thì mình chỉ ngồi mình xem là những cái hoạt động đó nó tác động như thế nào, nó tạo ra những cái gì. Đấy, bắt đầu mình điều chỉnh. Thì cái công việc của mình là gì? Mình họp các leader mỗi ngày để mình gì? Mình điều chỉnh những cái chính sách đó làm sao cho cả cái văn phòng nó vận hành một cách gì? Trơn tru nhất. Nó không có nghĩa là cứ có vấn đề, đúng không? Có vấn đề phát là mình họp xử lý luôn. Cứ có vấn đề mình họp xử lý luôn và mình điều chỉnh. Thì những cái luật của mình đưa ra ấy, bắt đầu mình điều chỉnh dần. Đấy, thì bắt đầu là gì?
gần như là các văn phòng gần như là mình là gì, văn phòng của mình nó chẳng xảy ra cái vấn đề gì hết, kể cả là mình có mặt hay không có mặt đấy thì nó vẫn cứ hoạt động như vậy, nó vẫn cứ đều đặn như vậy. Mỗi người làm một việc đấy, chia hết rồi, mỗi người làm một việc thì bắt đầu là cứ có họp thì đầu tiên là online trước, sau đó là gì, họp online. Và bắt đầu là khi mà họp online thì gì, thì cái công việc của mình và các leader ấy chỉ là ngồi chỉnh sửa các chính sách đấy, sau đó là đưa chính sách đó đến từng cái thành viên ở trong nhóm cho họ hiểu rõ sâu sắc xem là cái tại sao lại đưa ra cái đó để làm gì đấy. Và tất cả những cái chính sách đó thì đều xuất phát là gì, đứng từ lợi ích của những cái thành viên ở bên dưới thôi đấy, chứ đôi khi là nó lại thiệt cho các leader, nhưng mà gì, nhưng mà chính những cái đó thì nó giúp cho gì, cái team của mình nó hoạt động, nó phát triển mạnh hơn đấy. Ai cũng biết việc của họ, ai cũng, và họ và gần như là mình cũng không phải tạo quá nhiều động lực đâu, gần như là các, bởi vì là mình có một cái triết lý là gì, nếu mà đến kiếm tiền mà gì, kiếm tiền mà mình còn phải gì, mình còn phải thúc đít họ ấy, thì họ không bao giờ giàu được, thì mình để cái thời gian đó, cho nên là mình không có tạo động lực nhiều đâu. Và họ thì mỗi người phải gì, động lực phải xuất phát từ chính bên trong của họ đấy, chứ không phải là đến từ bên ngoài, không phải là đến từ người khác cho động lực đấy. Mục tiêu cũng thế, mục tiêu cũng phải đến từ chính bên trong đấy. Thì còn những còn lại ấy, thì mình chủ yếu là gì, mình đào tạo về tư duy đấy, mình đào tạo về những cái kỹ năng để quản lý đấy. Thì những cái người mới ấy, thì họ sẽ như gì, như nhân viên, còn các leader sẽ giống như các quản lý. Thì các quản lý ấy, thì phải có những kỹ năng liên quan đến kỹ năng về quản lý, kỹ năng về làm leader. Thì mình lấy, thì riêng ở trong ấy, ở trong cái công việc kinh doanh này ấy, thì mình tổng hợp lại nó thành gì, nó thành những cái thứ key, đơn key như sau. Đầu tiên là có ba cái thứ chính mà cần phải làm việc trong cái công việc kinh doanh này. Đầu tiên là sale, thứ hai là marketing, và thứ ba là hệ thống. Đó, thì chỉ cần làm, các bạn làm đúng ba công việc này thôi, cái số lượng công việc này nó quá ít so với nếu mà bạn tự nhảy ra làm kinh doanh thì nó quá ít, cho nên là ai cũng có thể làm được. Rồi, thế thì ở trong sale ấy thì các bạn sẽ phải làm những công việc sau. Công việc đầu tiên là sale, công việc thứ hai là upsell. Sale là bán được hàng, và upsell là gì, chăm sóc khách hàng để bán được tiếp. Thì chia ra hai cái đó. Marketing thì gì, chạy quảng cáo Facebook hay là những kênh khác, thì mình tạm thời là hiện tại là kênh Facebook là kênh mình chạy nhiều nhất. Thì nó có cùng bao gồm là content, hình ảnh và target, và những cái phương pháp chạy thì mình đào tạo hết tất cả những cái đó. Nhưng cái thứ ba ấy mới là thứ quan trọng đấy, bởi vì những thứ kia ấy có rất nhiều người làm được, nhưng cái thứ ba mới là cái yếu tố quan trọng, đó là hệ thống. Thì mình tóm gọn nó trong những cái chữ như sau. Thứ nhất là tuyển, các bạn phải có kỹ năng tuyển người, các bạn phải tuyển được người đã. Cái thứ hai là bạn phải có kỹ năng dạy người khác, đúng không? Nếu mà các bạn dạy người khác, các bạn dạy mà người ta không hiểu ấy, thì các bạn không thể nào gì, không thể nào dạy được, không, các bạn không thể nào truyền đạt những cái kiến thức, những cái thứ mà bạn có được. Đấy. Sau đó là gì? Dùng. Đấy. Thì ở đây thì dùng thực ra nó có sẽ có những người, ví dụ như theo thiên hướng tính cách ấy, thì có những người sẽ phù hợp với, ví dụ như nhóm Y này, nhóm Y và nhóm F đấy, thì sẽ phù hợp với sale. Hoặc nhóm C ấy, thì sẽ phù hợp với những cái công việc liên quan đến marketing, kỹ thuật nhiều hơn. Thì mình dùng làm sao để cho nó hiệu quả. Mình tìm cái gì? Tìm đúng việc và giao đúng người thôi. Đấy. Cái thứ ba nữa là gì? Giữ họ lại ở mình. Đấy, thì mình cũng phải có kỹ năng, mình phải có sự thấu hiểu thì mình mới giữ lại họ ở lại với mình được. Đấy. Cái thứ ba nữa là gì? Thải. Thì ở đây thì mình gần như là rất ít dùng đến cái sa thải này. Đấy. Thì những cái kỹ năng kia ấy thì là gì? Tuyển, dạy, dùng, giữ. Thì tất cả những kỹ năng này gì? Thì mình đang dạy lại cho các leader của mình. Đấy. Để họ có những cái kỹ năng giống như mình. Họ có những cái đúng về mặt tư duy. Thì khi mà họ đúng về mặt tư duy thì họ gì? Họ chỉ việc làm thôi. Và kết quả nó sẽ đúng. Đấy. Thì hiện tại là team của mình là mình cũng đang bắt đầu là dạy lại. Đấy. Mình đang bắt đầu mình vừa làm, bắt đầu mình dạy lại cho những cái leader của mình làm. Đấy. Thì đấy là những cái kỹ năng mà mình nghĩ là nó sẽ là cái rất là nền tảng để cho các bạn có thể là gì, tự động hóa được cả đội nhóm của mình, sau đó là giúp cho cả đội nhóm là đi lên. Đấy. Hay quá.
Rất tuyệt vời. Bị đứng nè, bị đứng nè. À, các bạn trong quá trình mà chúng ta xem live stream, chúng ta xem live stream mà chúng ta học được cái bài gì? Dạ. Dạ. Alo. À, đang mạng người đang nghe được em, đang chia sẻ đấy, đang hay. Có câu hỏi khác hay là vẫn câu hỏi lúc nãy anh? À, vẫn tiếp tục đi, tiếp tục chia sẻ chi tiết hơn. Chi tiết hơn à? Rồi. Dạ. Thì ở trong cái sale và marketing thì mình chắc là các bạn là đều được đội nhóm của mình là đào tạo rồi đúng không? Thì ở đây của mình thì có cái phần là tuyển dạy dùng giữ ấy. Đấy, thì cái phần tuyển thì lúc nãy mà mình vừa mới chia sẻ rồi ấy, thì đó là mình dùng trên kênh Facebook. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ gì? Mình sẽ tuyển đúng người. Đầu tiên là mình sẽ kết bạn đúng người đã. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái người đó ấy, người ta sẽ xuất hiện, ví dụ như là những cái người mà người ta theo dõi anh Linh này, đúng không? Đầu tiên là những người mà theo dõi anh Linh này, đúng không? Thì là những cái người sẽ xem với những cái gì mà mình vừa nói như vậy, đúng không? Cũng thích kinh doanh. Còn những cái đứa mà thích chơi ấy, thì không bao giờ nó theo dõi anh Linh rồi, đúng không? Yeah. Những cái đứa mà nó không thích đọc sách thì nó cũng không bao giờ theo dõi anh Linh rồi, bởi vì anh Linh này hay đọc sách, đúng không? Những người giống nhau thì hút nhau mà, đúng không? Thì người ta sẽ những cái người vậy, người ta sẽ follow một số người. Đấy, người ta theo dõi một số người. Cái thứ hai là những người như vậy, người ta sẽ ở trong một số cái group, đúng không? Ví dụ như phát triển bản thân này, đọc sách mỗi ngày này, rồi là khởi nghiệp này, kinh doanh này, đúng không? Cái thứ ba nữa là những cái người đó thì người ta sẽ like một số cái trang, ví dụ như các bạn là, ví dụ như trang Tony buổi sáng này, đúng không? Đấy. Chỉ còn nếu mà những cái người mà ngược lại thì người ta lại không thích những cái trang như vậy đâu. Người ta không thích đọc những trang như vậy đâu. Người ta sẽ thích là gì? Đọc những cái trang giải trí với các thứ nhiều hơn. Đó. Thì tuyển, sau đó là mình sẽ dùng gì? Mình sẽ sử dụng những cái công cụ. Hiện tại những cái công cụ liên quan đến Facebook nó rất là nhiều. Thì các bạn có thể hoàn toàn có thể sử dụng. Và các bạn sẽ là gì? Lọc những đối tượng, thứ nhất là ở trong cái group đấy. Thứ hai nữa là lọc những cái đối tượng mà theo dõi ai đấy. Hoặc là lọc những đối tượng mà thích một cái trang nào đấy. Được chưa? Đó. Cái thứ ba nữa là mình sẽ dùng công cụ để mình gì? Mình kết bạn, đúng không? Thì một nick Facebook cá nhân là gì? Các bạn tuyển được bao nhiêu người? Khoảng tầm 5.000 người, đúng không? Thì hai nick thì là 10.000 người rồi. 10.000 người mà tỷ lệ là gì? 1% thôi. 100 người là các bạn là đủ lên team elite rồi. Thì cũng không cần quá nhiều. Thì các bạn chỉ cần là gì? Hai nick profile cá nhân. Kết bạn đúng tập khách hàng là xong, là cái phần về phần target. Đấy. Thì tiếp theo ấy, đúng không? Thì mình làm gì? Để người khác người ta chú ý, đúng không? Người ta nghe mình, đúng không? Hoặc là người ta làm theo mình, đúng không? Thì các bạn phải là gì? Các bạn phải là người có giá trị đã, đúng không? Nếu các bạn là người không có giá trị ấy, thì không có ai theo các bạn, đúng không? Đấy. Thì người có giá trị thì thể hiện như thế nào? Thì đầu tiên, đúng không? Các bạn phải thể hiện là gì? Tôi là người thành công, đúng không? Chứ còn tôi là người bình thường thì có ai theo dõi các bạn không? Có ai để ý các bạn không? Chắc chắn là không rồi. Đó, thì cái key đầu tiên các bạn phải thể hiện nó là gì? Tôi là người thành công. Đấy. Tôi là người giàu có và hạnh phúc hay là cái gì đấy. Thì mình chốt lại ngắn gọn để các bạn dễ nhớ là gì? Tôi là người thành công, được chưa? Đó. Cái thứ hai mà các bạn cần phải nhớ đó là gì? Cái key thứ hai là gì? Tôi là người có thể giúp được người khác thành công, đúng không? Bởi vì các bạn thấy ngoài kia xã hội rất là nhiều người, đúng không? Nhưng mà các bạn đâu có quan tâm người ta đâu, bởi vì người ta đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, người ta đâu có giúp đỡ được các bạn đâu, đúng không? Cho nên là các bạn phải là gì? Các bạn phải giúp đỡ được người khác thành công mà. Chứ còn các bạn thành công một mình, các bạn cứ kể các bạn đi, người ta xem xong người ta like cái xong người ta cũng chả để ý gì nữa, đúng không? Thì các bạn phải thể hiện là gì? Tôi phải giúp đỡ được người khác thành công. Đó, thì bắt đầu là gì? Bắt đầu người khác mới để ý các bạn, đúng không? Người ta cũng mong muốn là gì? Người ta mong muốn được giống bạn mà. Ai cũng mong muốn được thành công, đúng không? Ai cũng mong muốn là hạnh phúc, đúng không? Đấy, thì ở trên Facebook các bạn phải thể hiện hai điều đấy. Tôi là người thành công và tôi có thể giúp người khác thành công. Đấy, thì ở đây thì mình có một cái tư duy mà nó mình nghĩ là các bạn cũng khá là dễ dàng áp dụng thôi. Đó là gì? Đó là bán hàng, đúng không? Các bạn ở đây chắc là hầu hết các bạn là cũng đều bán cái sản phẩm đó là Chufay, đúng không? Đấy, Chufay hoặc là Lumi hoặc là Galvanic gì đấy, đúng không? Thì cái tư duy này nó giống y hệt mình bán hàng thôi, đúng không? Đấy, thì đầu tiên là gì? Mình phải đúng khách hàng đã, đúng không? Cái thứ hai nữa là gì?
hỏi đấy, hay là khơi gợi vấn đề của khách hàng đấy, khơi gợi vấn đề sau đó là gì, bắt đầu mới đưa ra giải pháp đấy. Và cái thứ tư là gì, bán hàng đó. Thì mình cái tuyển dụng của mình làm giống y hệt như vậy. Đầu tiên là mình target lên đúng khách hàng, sau đó là gì, viết những cái bài viết nó liên quan, hoặc là content ấy liên quan đến là gì, đánh vào nỗi đau đúng không, nào là gì, tắc đường mỗi ngày đúng không, rồi là lương thấp đúng không, tiền ít đúng không, rồi là không được du lịch thoải mái đúng không, đấy thì đánh vào những cái nỗi đau đấy. Thì bắt đầu là gì, xong cuối bài sẽ là chốt là gì, thế bạn nào mà mong muốn là kiếm tiền nhiều, tự do thoải mái, rồi lại các thứ đúng không, đấy thì bắt đầu là gì, người ta có quan tâm không, người ta rất quan tâm các thứ luôn, người ta rất quan tâm đấy. Thì bắt đầu người ta sẽ là gì, người ta sẽ mình chốt từ mình ngắt chỗ này chút. Các bạn hoàn toàn có thể là gì, nói chuyện với chính những người bạn thân của các bạn, những người bạn thân của các bạn ấy, hoặc là những mối quan hệ của các bạn ấy. Thì đầu tiên bắt đầu mình cứ inbox đến đúng không, mình inbox mình hỏi bình thường thôi, mình hỏi là gì, dạo này thế nào, khỏe không đấy. Thì thông thường là người Việt Nam mình sẽ là gì, mình sẽ hỏi là dạo này làm kiếm được tiền tốt không đúng không, công việc ổn không đúng không, vợ chồng con cái các thứ ổn không đúng không, đúng không, nếu mà ổn thì sao, thì nói chuyện bình thường. Còn nếu mà nó không ổn thì sao, nó bảo là dạo này công việc kiếm được ít tiền quá, có ít hơn so với lương thấp lậu chả có đúng không, rồi là vợ con này các kiểu gặp vấn đề đúng không. Thì khi mà gặp vấn đề thì các bạn sẽ là gì, ô đang gặp vấn đề à, ôi mẹ qua chỗ tao đang có cơ hội rất là ngon, qua thử không đấy đúng không. Thì các bạn ngay lập tức các bạn đã có một cuộc hẹn rồi đúng không. Còn khi mà người ta có muốn làm với các bạn hay không là khi mà vấn đề người ta đủ lớn, khi mà vấn đề người ta đủ lớn, còn vấn đề chưa đủ lớn ấy, nỗi đau chưa đủ lớn ấy, thì người ta sẽ không làm đâu. Còn nếu mà gì, vấn đề đủ lớn, làm đủ lớn thì sao, thì họ sẽ đến họ chiến đấu cùng với bạn đấy. Thì đấy là ngắt giữa là gì, ngắt giữa là thụ động và chủ động nhá. Chủ động là mình gì, mình đi tìm luôn đấy. Còn nếu mà thụ động thì gì, mình ngồi mình đợi họ đến, họ comment vào các bài viết của mình ấy đấy, xong họ inbox cho mình đấy. Thì khi mà họ inbox cho mình ấy thì mình cũng quay lại thôi. Mình xác định đầu tiên là mình hỏi là gì, tuổi đấy, xong mình hỏi là ở đâu đấy, nếu mà có thêm địa điểm, xong mình hỏi thêm là tại sao lại inbox cho mình để biết được cái mục tiêu của họ là gì, cái mong muốn của họ là gì đấy. Rồi bắt đầu là mình sẽ chốt hẹn gặp. Mình sẽ chốt là gì, gặp ngày nào, ngày thứ hai, ngày thứ ba đúng không, gọi là câu chốt AB ấy. Đấy thì mình chốt là hẹn gặp thứ hai, thứ ba, hẹn gặp sáng hay gặp chiều đúng không. Đấy thì bắt đầu là cái buổi đấy thì mình sẽ gặp người ta đúng không, mình sẽ gặp người ta, rồi sau đó là gì, mình lại bắt đầu mình chia sẻ cơ hội kinh doanh đúng không. Cái này thì chắc các bạn biết rồi đúng không, chia sẻ cơ hội kinh doanh, và chia sẻ ít thôi, chia sẻ những cái thứ mà gì nghe rất là hay, ví dụ như là được đi du lịch này đúng không, lợi nhuận rất là cao này, môi trường tốt này, được đào tạo nhiều này đúng không. Đấy thì xong bắt đầu là gì, họ thấy ok rồi thì bắt đầu là gì, nó lại đến một cái quy trình của các bạn. Đấy thì mình chỉ nói đến cái quy trình là tuyển thôi, còn cái quy trình mà tiếp theo đằng sau ấy thì mỗi một văn phòng hay là mỗi một đội nhóm nó sẽ có những cái quy trình khác nhau. Của mình thì mình chỉ đến phần tuyển của mình thôi. Đấy thì cái phần dạy như mình vừa chia sẻ thì là mình chia nó thành hai quá trình, một quá trình là học và một quá trình là làm. Đấy thì đối với học ấy thì một tuần đầu tiên thì học và được kèm một và quy trình đào tạo của mình cực kỳ nhanh, nó chỉ trong một tuần thôi và sale luôn trong một tuần. Thì có những người mà người ta là nhanh ấy thì người ta chỉ còn 2 ngày thôi là người ta bắt đầu người ta có đơn rồi đấy, chỉ cần 2 ngày thôi đã có đơn rồi. Còn những người mà chậm ấy thì một tuần đấy. Thì còn những người chậm nữa thì nếu mà sau một tuần ấy thì mình chốt lại là gì, ok cái công việc này em có thấy phù hợp với em không, nếu mà cảm thấy phù hợp ok ở lại làm việc tiếp. Và 2 tuần tiếp theo là không cần biết em làm cái gì, không cần biết em làm nhiều hay làm ít, không cần biết, không, anh không quan tâm, chỉ quan tâm là em có đơn thôi. Đấy thì mình chốt với họ như vậy để làm gì, để có họ có cái nỗi sợ, bởi vì con người người ta sẽ không làm việc bởi vì phần thưởng mà người ta làm việc vì nỗi sợ hay là nỗi đau. Cho nên là gì, nếu không làm được đuổi, em sẽ nghỉ khỏi cái môi trường này đúng không,
môi trường rất của anh rất là tốt đúng không, được đào tạo rất là nhiều đúng không, rồi mọi thứ ABCDE rất là nhiều thứ anh cho em đúng không, nếu mà em không làm được nghỉ đấy, thì cái quy trình dạy của mình nó sẽ là như vậy đó. Thì đây là một cái mình chia sẻ ngắn gọn nó trong cái khuôn khổ mà cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là như vậy đấy. Còn nếu mà bạn nào mà mong muốn sâu hơn thì có thể là đến văn phòng của mình đấy, văn phòng mình ở tại Hà Nội đấy. Ok anh em chắc là em hay từ Sài Gòn ra đúng không? Dạ. Đúng không? Đó là chi tiết. Đúng rồi, đó là chi tiết. Đấy là bạn đấy, bởi vì chiều nay em có một bạn hỏi anh là em là nhóm làm thì có làm được công việc kinh doanh này không? Thì anh mới nói với bạn là nếu mà em là nhóm C thì em phải coi cái ba cái livestream. Ba cái livestream. Thứ nhất là hôm trước là có Kim Trung và Phi. Và đặc biệt là tối hôm nay thì em sẽ coi được nhóm livestream của một người nhóm 2C. Và xem là họ làm như thế nào. Và anh nhận ra một điều là cái người nhóm 2C làm chắc chắn là bền vững. Bởi vì họ luôn tập trung vào kết quả. Bởi vì họ luôn tập trung vào kết quả. Đúng không? Có bạn chia sẻ đi một tí là có mỗi lần ngồi đôi khi là mỗi lần ngồi và em chia sẻ một tí là đôi khi là em thấy là mình hơi chắc chắn quá. Nếu mà có nghĩa là cái bất cứ một công việc nào đó mà nó chạy khỏi cái sự tính toán của mình ấy thì mình đều rất là khó chịu đấy, mình đều cảm thấy là có nghĩa là mình không kiểm soát được cái công việc ấy, cứ không kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống ấy, thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đôi khi nó lại là mình nghĩ là những cái người mà nhóm C giống như mình ấy thì là sẽ rất là thành công trong công việc, bởi vì nó yêu cầu cái sự kỹ trong kinh doanh, bởi vì các bạn chỉ cần sơ sẩy bất cứ một cái thứ gì thôi là các bạn đều phải trả giá bằng gì, bằng tiền, mất rất nhiều tiền sang một thứ là mất rất nhiều tiền đấy. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà bạn là nhóm C ấy thì bạn sẽ rất thích hợp với công việc này, nhưng để thành công thì tất cả các nhóm tính cách các bạn đều phải có. Bởi vì khi mà các bạn hãy tưởng tượng như này nhá. Ở trong một đội nhóm này, nếu các bạn không có nhóm D ấy thì các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ không lead được đội, các bạn sẽ không đưa được họ đến những cái mục tiêu mới. Nếu mà các bạn không có nhóm Y ấy thì các bạn sẽ là gì? Các bạn sẽ không hô hào, không có thể truyền động lực được cho người khác. Các bạn không có nhóm C ấy thì các bạn sẽ không có thể lên plan, không lên kế hoạch được, không lên từng cái bước triển khai như thế nào được. Các bạn không có nhóm F ấy thì các bạn sẽ không có cái gì, không có tình thương đối với từng gì, từng các thành viên ở trong nhóm. Mà nếu mà không có cái đó ấy thì các thành viên nó sẽ bị gì, không đoàn kết được. Đó, cho nên là gì, để mà thành công ấy thì các bạn phải có tất cả các nhóm tính cách trong bản thân. Còn nếu mà không thiếu bất cứ cái nào gì, hệ thống hay là công việc kinh doanh hay là bất cứ gì của bạn ấy, nó đều thất bại, chỉ đơn giản thế thôi. Còn cái nào trội hơn thì gì, thì đó là cái thiên hướng tính cách của mình, nó chỉ trội hơn thôi. Đấy, còn tất cả cái còn lại nó sẽ phải là gì? Đồng đều. Chứ không thể nào có một thứ được. Đấy. Đấy là mình chia sẻ là như vậy. Có anh À, thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là bởi vì là trước đây ấy, mình có làm công ty cho nên là mình cũng và mình lại rất thích công nghệ, bởi vì là mình cái mục tiêu của mình là gì, đó là tự do về mặt không gian đấy. Tự do về mặt không gian thì nó phải bắt buộc mình phải dùng đến công nghệ. Thì khi mà tất cả những cái công việc của mình ấy mình làm ở trên một chiếc smartphone ấy thì mình có thể đi chơi bất cứ ở đâu, mình có thể ra nước ngoài, mình có thể đi du lịch, mình có thể về quê hay là bất cứ đâu, thì mình đều có thể gì, kiểm soát được cái công việc kinh doanh của mình. Đó, thì bởi vì mình theo đuổi cái đó cho nên là mình lại theo đuổi công nghệ. Thì trong một trong cái hệ thống quản lý để mình làm cái công việc kinh doanh về Nuskin ấy, hoặc là kiểm soát cái công việc bán hàng ấy, thì đó là cái hệ thống là Getfly CRM. Đó là quản lý mối, nó gọi là hệ thống là quản lý mối quan hệ khách hàng ấy. Thì trên cái hệ thống này của mình ấy thì hiện tại là mình biết được là gì, à tháng này là cái tình hình kinh doanh như thế nào. Đầu tiên là cái chỉ số về mặt doanh số, thứ hai là cái số lượng đơn hàng đấy, rồi là mình sẽ tính được các tỷ lệ, ví dụ như tỷ lệ chốt đơn này đấy, rồi là giá trị trung bình một đơn hàng như thế nào này, lợi nhuận một đơn hàng ra làm sao này đấy, rồi là nhân viên nào làm việc tốt năng nổ này, nhân viên nào là không tốt này,
rồi nhân viên nào là tỷ lệ chốt tốt này, rồi các thứ. Nói chung là mình xem được các chỉ số đấy để mình làm gì? À, để mình có cái phương án khi mà cái công việc kinh doanh của mình nó gặp vấn đề. Có nghĩa là doanh số tháng này tại sao lại thấp như vậy? Đang mọi khi là gì? 1-2 tỷ đúng không? Tháng này tự nhiên còn mỗi 700-800 đúng không? Thế này mình xem cái vấn đề ở đâu, bắt đầu mình điều chỉnh đúng không? Thì như đợt thời gian trước ấy, thì cái team của mình nó gặp vấn đề là ở chỗ marketing kém quá, bị yếu marketing. Đấy. Thế là mình phải gì? Mình ngồi mình xem hệ thống thì mình thấy là gì? À, tháng trước là nó khoảng 4.000 data đẩy vào. Có nghĩa là mình chạy quảng cáo ra được 4.000 data. Nhưng mà tháng này lại sao? Tháng này lại còn có 1.000 thôi. Đúng không? Thế thì gặp vấn đề ở marketing rồi. Thế thì mình phải ngồi mình giải quyết ở cái gì? Ở khâu về marketing. Mình phải bắt đầu mình đào tạo, mình training. Rồi bắt đầu là gì? Mình yêu cầu là gì? Phải chạy quảng cáo rồi các thứ nữa. Rồi chính bản thân mình phải chạy nữa. Đấy, mình đưa ra những cái phương pháp mới cho đội nhóm. Hoặc là gì? À, nếu mà gì? Tỷ lệ chốt đơn thấp, đúng không? Thì lại do sale rồi. Mình cho gì? Mình bảo các leader là gì? Đào tạo sale đi. Đào tạo sale nhiều vào. Đấy, xem lại đội nhóm của em xem là bạn nào mà đang gặp vấn đề về sale, đào tạo lại đi. Đấy, rồi là gì? Up sale mà thấp quá gì? Đào tạo lại tiếp, đào tạo lại phần up sale đi. Nói chuyện như thế nào, các thứ như thế nào. Đấy, thì bắt đầu là mình xem những cái vấn đề mà nó gặp ở hệ thống ấy. Đấy, thì mình sẽ gì? Mình sẽ sửa nó. Và khi mà nó sửa nó ấy, thì gì? Thì mọi thứ nó lại quay lại ổn định. Còn thông thường các bạn, nếu mà các bạn không có những cái hệ thống như vậy ấy, các bạn chỉ tự nhiên, ô mẹ tự nhiên tháng này sao lại bị ấy thế nhỉ? Sao lại bị sụt doanh số nhỉ? Không biết tại sao. Đấy, không nắm được. Rồi là các bạn thấy là gì? À, tự nhiên cũng sụt doanh số trong khi mọi thứ nó vẫn như vậy. Thì là gì? Ở tỷ lệ chốt đơn, đúng không? Trong khi các bạn là gì? Các bạn lại không có mặt sát sao được, đúng không? Nhiều nhân viên như thế, nhiều các bạn ở dưới như thế thì làm sao các bạn để ý được, đúng không? Thế các bạn lại gì? Các bạn lại bảo là thế do chốt sale thì các bạn lại chỉnh marketing à? Thì nó không bao giờ nó đạt lại hiệu quả các bạn. Đấy. Rồi là gì? Ví dụ như gì? Các bạn thấy là gì? À, vấn đề là do người đấy đấy. Vấn đề là do một số bạn mà sale kém ấy. Nhưng các bạn lại ra các bạn nói là gì? Anh thấy em là gì? Anh cảm thấy em là gì? Tháng này em làm không tốt, đúng không? Các bạn làm sao các bạn có thể nói là cảm thấy được? Nếu mà các bạn nói như vậy ấy, thì người ta sẽ làm sao? Các bạn ở dưới sẽ sao? Sẽ không nghe các bạn, đúng không? Bởi vì tất cả những cái gì bạn nói nó là cảm tính thôi, đúng không? Nghe nó gì? Người ta lại bảo rồi, người ta cũng chỉ nghe như thế thôi. Xong người ta bảo là gì? Không phải lỗi của em, đúng không? Người ta sẽ gì? Người ta nghe và người ta sẽ gì? Nó tay nọ nó sang tay kia. Đấy. Rồi lâu dần, nếu mà cái đó nó lâu dần nó không được giải quyết thì sao? À, đội nhóm nó sẽ đi xuống, đúng không? Rồi là bạn gì? Bạn mất sự ảnh hưởng đối với những người hệ thống ở dưới, à, cái người downline của các bạn. Đấy. Mình phải nói gì? Thế là mình gì? Đây các em xem này, đúng không? Đúng không? Các em xem này, đúng không? Chỉ số như này, đúng không? So giữa người nọ với người kia, đúng không? Đấy. Tỷ lệ chốt sale giữa người nọ với người kia, rồi các thứ. Đó. Đấy. Thì mình gì? Mình dùng các cái chỉ số đó để mình gì? Mình nói chuyện với người ta. Chứ mình không gì? Mình không dùng cảm tính. Anh không cảm thấy là gì? Em làm thế nọ, không phải em làm thế kia, đúng không? Đấy. Thì mình không bao giờ mình dùng cảm tính để mình làm việc. Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ của mình về cái mặt hệ thống. Thì ngoài cái hệ thống về quản lý khách hàng thì mình dùng thêm rất nhiều các hệ thống khác. Đấy. Mình dùng thêm rất nhiều các hệ thống khác. Thì cái này thì chắc là phải chia sẻ sau. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà mong muốn mà tìm hiểu về cái hệ thống quản lý khách hàng ấy, data ấy, thì các bạn có thể là gì? Liên hệ lại mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đó. Thì ở đây ấy, mình cái tư duy tiếp theo ấy, đó là gì? Data khách hàng nó mới là gì? Cái thứ giá trị nhất. Bởi vì sao? Các bạn chắc là chắc là trong văn phòng các bạn thì cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp là gì? Có một số người đến làm việc với các bạn, đúng không? Đúng không? Xong họ làm được khoảng 1 tháng đến 2 tháng, đúng không? Xong bắt đầu họ đi, đúng không? Xong rồi họ cầm gì? Mà lúc họ đi thì họ nói với bạn không? Họ sẽ không nói với bạn. Một ngày nào đó, bạn mấy ngày sau đó bạn phát hiện là không đến, đúng không? Rồi các bạn mới thấy là gì? Thế là nó đi mất rồi. Đấy, thế nó đi một phát là nó đi theo gì? Mớ data luôn. Nó đi theo khoảng mấy trăm khách hàng luôn. Trong đấy có rất nhiều khách hàng là các bạn đã gì? Bạn chốt sale rồi, đúng không? Các bạn chỉ việc chăm sóc lại một phát là bạn đã gì? Bán hàng luôn rồi. Đấy, thì như thế có phải là mất tiền không? Các bạn mất tiền không? Đấy, thì mình dùng cái hệ thống này, ok, đi bao nhiêu cũng được. Còn lại data. Thì khi mà các bạn mới đến ấy, thì mình sẽ cho lại các data cũ đấy. Bắt đầu gọi. Đúng không? Ra đơn.
nó có thể ra đơn được luôn. Đấy. Thì đấy là chính là cái chỉ riêng một cái giá trị như vậy thôi ấy, thì nó đã là rất là đáng tiền để các bạn làm rồi. Còn mình thấy là gì, các bạn là gì? À, chỉ gì? Lưu trên file Excel rồi, thế là khi mà những cái người cũ người ta đi ấy, thì người ta cầm luôn đi mất, đúng không? Mà trong khi các bạn những cái data đấy chạy có khi là gì? 30, 40, có khi đến 100 nghìn một data, đúng không? Rất là tốn rất nhiều tiền. Thì riêng cái hệ thống của mình bây giờ nó khoảng đâu đấy khoảng 25 nghìn data. Thì tính riêng với cái giá hiện tại là mua chạy ra khoảng là 15, khoảng 40 nghìn một data thôi. Thì là riêng cái chỗ đấy của mình là gì? Nó đã trị giá khoảng vài trăm triệu rồi, 5-600 triệu rồi. Các bạn hình dung không? Đó. Và mình cứ vậy mình khai thác liên tục thôi. Mình khai thác liên tục. Mình có thể sử dụng các hệ thống, ví dụ như bắn tin nhắn này, hay là cho các bạn sale mới ấy, gọi điện. Đấy, có rất nhiều cách khai thác khi mà các bạn có data, rất nhiều cách khai thác. Thì đấy nó chỉ là một trong những cái ứng dụng rất là nhỏ thôi. Mình còn có rất nhiều các ứng dụng khác nữa. Đó. Thì đấy là mình chia sẻ với hệ thống là như vậy. Hay quá, các bạn có câu hỏi gì nữa Sau đó về triển khai thêm. Dạ vâng, ok anh. Chắc cái này là em cũng làm được thôi, bởi vì em quay suốt mà. Nếu mà em dạ vâng. quay trước thì có thể xem những cái đó để các bạn có thể dạng video, họ sẽ dùng nó. Ok. Dạ vâng. Không biết là còn câu hỏi nào nữa không anh nhỉ? Hiện tại thì các bạn đang Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để ngồi có thể là ngồi nghe cái chia sẻ của mình. Đó thì mình cũng không biết là những chia sẻ này có thể là giúp đỡ hay hỗ trợ được các bạn trong cái công việc kinh doanh này không. Đấy, nhưng mà mình hy vọng là gì? Các bạn nếu mà các bạn thấy bất cứ một cái điều gì, một cái key nào đó mà tự nhiên nó lóe lên trong đầu của các bạn ấy, thì các bạn hãy về áp dụng ngay. Áp dụng ngay. Bởi vì chỉ có lúc này chỉ có lúc này các bạn mới nghĩ ra những cái điều như vậy thôi, những điều tuyệt vời như vậy thôi. Sau đó ngày mai ấy, các bạn ngủ dậy tự nhiên các bạn quên hết. Đấy. Thì bây giờ mình muốn các bạn hãy ngồi, hãy ghi lại những cái điều mà các bạn thấy hay, và các bạn hãy ghi ra cái hành động tiếp theo ngày mai các bạn sẽ làm là gì.
đấy, để ngay ngày mai các bạn áp dụng vào, thứ nhất là với chính bản thân các bạn, cái thứ hai nữa là gì, áp dụng vào chính các đội nhóm của bạn đó, thì chỉ có như vậy thôi ấy, thì nó mới thay đổi kết quả. Và khi mà các bạn thay đổi kết quả rồi ấy, thì các bạn mới gì, các bạn mới thấy giá trị của cái video này, có mới thấy là gì, cảm ơn anh Linh hay là cảm ơn mình đó, thì đó mới là cái điều mà mình cảm thấy là gì, à, nó là cái động lực nhiều nhất để mình có thể là gì, mình dành thêm nhiều thời gian nữa đấy, và anh Linh cũng dành thêm nhiều thời gian nữa để gì, để làm ra những cái live stream như này. Chứ còn dùng có nghĩa là nghe xong thấy hay quá xong đi ngủ đấy, đến mai lại mọi thứ nó lại về gì như cũ ấy, thì nó gì, nó không tạo ra giá trị, nó không tạo ra gì. Và khi mà không tạo ra giá trị thì sao, thì là mình làm mất công, mình làm phí công, thì thôi gì, anh Linh với mình đi ngủ một giấc nó còn có tạo ra nhiều giá trị hơn đó. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình là như vậy. Và mình mong muốn là gì, à, các bạn hãy thử một lần làm những cái gì mà anh Linh chia sẻ hay là mình chia sẻ đấy, thì mình cảm ơn các bạn đó. Thì hy vọng là gì, có gì được là gì, được giao lưu với các bạn nhiều hơn nữa đấy. Mình thì ngày trước thì mình rất là hay livestream, nhưng mà dạo này là ít rồi, dạo này bận lắm đấy, rất có rất nhiều người là gì, muốn mình hỗ trợ, rồi là công việc đội nhóm đấy, bắt đầu lại phải lo cho gì 30-40 người đấy, thì là thực sự là gì, không có đủ thời gian đấy. Thì anh Linh thì mình có, nói chung mình trao đổi với anh Linh thì toàn là gì, toàn sáng sớm với lại đêm muộn muộn đấy, thì anh Linh mình nghĩ là chắc là còn bận hơn, bởi vì dưới anh Linh là gì, nó còn khoảng mấy trăm người cơ, dưới mình mới có ít thôi đấy, còn bận hơn. Mình hy vọng là những cái thời gian mình và anh Linh dành ra được ấy, thì sẽ gì, sẽ là cái những cái giá trị được trao đến cho các bạn, để các bạn áp dụng vào, để các bạn thay đổi, để các bạn tốt hơn đấy, thì đấy mới là cái những điều mà mình với anh Linh mong muốn đấy. Mình cảm ơn. Ok, cảm ơn Huy Tiến rất nhiều. Và một cái lời muốn chia sẻ với tất cả chúng ta là anh chị em nào chúng ta muốn được học hỏi từ Tiến thì tốt nhất là chúng ta nên đến văn phòng Tiến, đến trực tiếp đó rồi để chúng ta học hỏi. Thì đó là cái mà có thể hay nhất. Còn những bạn mà chúng ta ở Sài Gòn thì chúng ta có thể bay ra Hà Nội, rất sẵn lòng là hỗ trợ tất cả các bạn về tất cả những cái gì mà mình đang có, bởi vì thực tế là gì, mình cũng đi tìm tòi rất là nhiều, mình cũng được nhận rất nhiều sự hỗ trợ của rất nhiều anh chị đi trước để mà mình có được những cái ngày hôm nay. Cho nên là mình cũng mong muốn là gì, mình hỗ trợ lại được cho các bạn, để các bạn là gì, đi nó nhanh hơn, nó đỡ khó khăn hơn, đỡ vất vả hơn đấy, thì mình cũng rất là sẵn lòng thôi. Và mình hy vọng là nói chung là các bạn hãy inbox trực tiếp cho mạnh mẽ, và hãy chủ động hơn một chút nữa, bởi vì mình không biết các bạn ở đâu để mình có thể là giúp đỡ đấy. Mà nếu các bạn là gì cần giúp đỡ, hãy hỗ trợ mình, và mình sẽ hứa là gì, mình sẽ giúp đỡ hết sức mình, hết những cái gì mà mình đang có đấy cho các bạn đấy. Hay quá, rất là cảm ơn tấm lòng và sẵn sàng chia sẻ cho đi và giúp cho tất cả bạn, nên là những bạn giúp cho tất cả bạn, nên là những bạn đang nỗ lực kết nối cùng với Huy Tiến để chúng ta hôm nay tập trung phát triển và để đạt được cái doanh số 2.000 tỷ, đúng không? Ok rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn, để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.